Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin trong ngày được đăng tải lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên website, kênh YouTube và trang fanpage của báo Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2023, dự án tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số do Liên minh EU tài trợ, Helvetas và Landa CCRD phối hợp thực hiện tổ chức các chuỗi hội thảo hòa bình để giới thiệu bộ cẩm nang hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai với các nội dung được chắt lọc kỹ càng cách trình bày khoa học hấp dẫn ngắn gọn xúc tích từ ngữ đơn giản dễ hiểu bộ cẩm nang này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với tổ hòa giải và các tổ chức đoàn thể các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vấn đề về đất đai đồng thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân nói chung nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai và các cơ chế hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan tới đất đai Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị đánh giá sau 10 năm thực hiện nghị quyết, công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát triển. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Ninh Ông ở Vũng Tàu. Lễ hội truyền thống Ninh Ông ở Vũng Tàu là một trong những lễ hội lâu đời được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân thành phố biển nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn đến cá ông, vị thần hộ mệnh của ngư dân Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh miền biển nói chung. Thông qua lễ hội, ngư dân còn cầu xin sự bình an cho mỗi chuyến ra khơi, mưa thuận gió hòa và một cuộc sống ấm no. Trang Travel Path, một trong những trang báo về du lịch có uy tín của Mỹ, đã chia sẻ về du lịch Đông Nam Á và 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất cho những du khách Mỹ muốn tiết kiệm. Đây là kết quả do trang Travel Path đã chia sẻ về du lịch Đông Nam Á và 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất cho những du khách Mỹ muốn tiết kiệm trong đó có Việt Nam. Theo trang này, nếu như du khách muốn có cảm giác như đang bước vào một câu chuyện cổ tích, hãy đến thăm những vùng quê của Việt Nam. Là nơi có một số cảnh quan ấn tượng nhất ở Đông Nam Á, du khách chắc chắn sẽ mang về những bức ảnh đáng kinh ngạc. Tại Việt Nam, mức giá cho một số hoạt động chi tiêu đã được Travel Path tính tại điểm khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố 20 đề cử tiêu biểu và vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Hệ thống bình chọn trực tuyến các đề cử sẽ được kích hoạt trên 10 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành đoàn. Phương thức bình chọn Sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ Tài năng trẻ Việt Nam. vn từ đó sẽ là cơ sở tham khảo để hội đồng giải thưởng lựa chọn ra chính thức 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 dự kiến hội đồng xét chọn lần 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023 lễ tuyên dương diễn ra trong tháng 3 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác Dự án 6 bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch của chương trình Mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh Tuyên Quang thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng thụ hưởng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác phối hợp giả soát, đánh giá tình hình thực tế, xác định nội dung, công việc và nhu cầu về nguồn lực được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở thực hiện hiệu quả dự án 6 đã và đang góp phần làm giảm tranh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong tỉnh, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc, thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển. Gần 1.300 ha quế của người dân các xã Phú Nhuận, Xuân Giao và thị trấn Tăng Lỏng của huyện Bảo Thắng đang có biểu hiện khô lá bất thường. Cơ quan chuyên môn của tỉnh Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, Trước mắt, đoàn kiểm tra đề nghị người dân áp dụng các biện pháp khắc phục như vệ sinh vườn, thu dọn cành, lá bệnh mang ra khỏi rừng để hạn chế lây lan, kết hợp phun thủ nghiệm thuốc diện hẹp bằng một số loại thuốc như Anvin 5SC hoặc Tiêu Super 300EC. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ nông, lâm nghiệp kiểm tra, theo dõi để nắm bắt diễn biến của hiện tượng khô lá nói trên. Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc trị giả trên các nền tảng mạng xã hội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 2020 tuyếp thuốc trị bệnh trị nhãn có chữ mitadflon loại 15 gam trên tuyếp. Toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 355064 của BioPharma. Cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng, người bệnh không nên mua thuốc chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Zalo, vân vân. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 57 kg cần sa khô qua biên giới. Đối tượng bị bắt khai nhận là Lê Văn Thanh, sinh năm 1980, trú tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Đối tượng nhận vận chuyển thuê số cần sa này từ Campuchia về Việt Nam để được trả tiền công 700.000 đồng. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang củng cố hồ sơ khởi tố và bàn giao đối tượng cho công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong ngày của báo dân tộc và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.